Trước mắt cô chú và anh chị đó là một ngôi nhà hai mặt tiền. Mặt tiền phía trước cô chú và anh chị có một mặt diện chính, đường xe ô tô đến nơi. Và nhà mình có một cái cửa bước ra đây nữa. Nhà mình có một cái cửa hậu phía sau, căn nhà của mình là mặt tiền thứ hai. Khu dân cư ở đây như cô chú và anh chị thấy trước mắt là một dãy nhà giá rẻ. Thì cô chú và anh chị cũng đã đóng cửa đi làm rồi. Với xung quanh khu vực đông dân cư, hướng từ chợ Hưng Long trên tuyến đường Đào Nguyễn Tuấn, cô chú và anh chị mình đang tìm nhà cái hướng bên khu vực này. Thì đây là một trong cái căn nhà cho cô chú và anh chị hài lòng về cái giá cả. Và với căn nhà này giá tổng không phát sinh là đúng 1 tỷ 9. Cô chú và anh chị đã có pháp lý sổ hồng riêng cầm tay có sẵn. Và cô chú và anh chị phía sau nhà mình cũng là con đường rộng lớn như thế này, cũng là con đường xe ô tô chạy đến nơi được luôn. Và có cống thoát nước đầy đủ đảm bảo không bị ngập nước cho căn nhà của mình. Và phía sau của những cái căn nhà kế bên, kim thủy thấy là có làm mái che bằng tôn nè. Còn căn nhà mình á, thì hiện tại là bàn giao căn nhà trống nên chưa có làm mái tôn giống như căn nhà kế bên, nhưng mà được làm một hàng rào khung sắt nè, an toàn chắc chắn. Và ở đây dân cư ở rất là đông, san sát nhau. Và với cái mẫu nhà hôm nay là mẫu nhà hướng đông nam mát mẻ, đến 4 phòng ngủ cho gia đình ở được nhiều thành viên. Và cái cửa này á, cô chú và anh chị khi mình bước ra nha, có một cái lớp cửa kéo nè, rất là chắc chắn và an toàn. Và khi mình bước vào nữa, có đi một thêm một lớp cửa để bảo vệ nữa đây. Và với căn nhà này, cô chú và anh chị thấy nè, dài rất là rộng và dài đến ngang 4m và dài 20,5m. Đây là chia sẻ mà thực tế của trên sổ nhà mình luôn. Full đất thổ cư 82m2. Và cô chú và anh chị ơi, với căn nhà này có một căn phòng ngủ tầng trệt, phòng khách, phòng bếp thì quá rộng để nơi cô chú và anh chị ở an cư lý tưởng. Vâng, với cái mẫu nhà này cô chú và anh chị, nơi ở bình yên, mát mẻ, trong lành. Đây, đường xe ô tô đến nơi của một cái căn nhà ngay hướng bên chợ Hưng Long trên tuyến đường Đào Nguyễn Tuấn. Một hướng cô chú và anh chị có thể đi hướng quốc lộ 1A nha. Mình vào đường Đào Nguyễn Tuấn đến chợ Hưng Long, kim thị sẽ đón cô chú và anh chị để đến xem căn nhà này. Còn một hướng nữa là cô chú và anh chị có thể đi theo hướng đường quốc lộ 50, hướng mà bến xe buýt quận 8, mình qua cầu Ông Thình, đến ngã ba Tân Kim, cô chú và anh chị vui lòng quẹo phải là đến chợ Hưng Long. Đây là chia sẻ thực tế về vị trí căn nhà này. Và với cái mẫu nhà mái Thái hôm nay, cho cô chú và anh chị thêm một sự lựa chọn mẫu nhà giá rẻ, pháp lý sổ hồng riêng. Rẻ đây là rẻ so với thị trường của chú và anh chị, chứ với mức giá này cô chú và anh chị cũng tầm trên dưới 2 tỷ rồi, đúng giá 1 tỷ 9 không phát sinh. Thì với cái tầm giá này cô chú và anh chị có trong tay khoảng tầm 900 triệu trên 1 tỷ là mình nhận ngôi nhà này ở ngay được rồi, thì phần còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ trả góp cho vay. Với cái thời điểm này, cô chú và anh chị mình cân đong đo đếm kỹ. Tại một khi mà mình quyết định vay ngân hàng, mình phải có mức thu nhập ổn định để cho mình không áp lực về cái tài chính cũng như mình thanh toán gốc lãi hàng tháng cho mình. Và với cái mẫu nhà mái Thái này, ở đây là sổ hồng riêng biệt từng căn nha, không có chung ai hết. Và phía trước nhà mình có cái lợi nữa là có một cái ánh đèn năng lượng mặt trời. Và đường thì rất là rộng, xe ô tô chạy thoải mái thế này. Và khi mình bước vào nhà, có một cái lớp cửa, đây là lớp cửa khác xa với những cái căn nhà mà Kim Thủy từng chia sẻ. Đây là dàn cửa inox, cô chú và anh chị thấy rất là bền luôn, chống rỉ sét rất là tốt. Và nhà mình thì có một cái thiết kế sân trước thoáng lắm à. Đây cô chú anh chị thấy đã làm cho mình chỉnh chu từng cái mái che trước luôn rồi, nên mình về thì ít tốn kém hơn khi mình ở căn nhà này. Thường á, Kim Thủy chia sẻ tổng về cái giá trị căn nhà mình rồi, cô chú anh chị thấy cái giá đó phù hợp, mời cô chú và anh chị mình đến xem nhà để cho mình chọn được cái nhu cầu của mình nó phù hợp. Và khi mà mình chọn nhà phù hợp rồi, nhiều khi mình còn phải dư ra cái số vốn làm ăn sau này nữa, còn sắm thêm nội thất nữa, nên Kim Thủy chia sẻ cho chú và anh chị là đúng cái giá trị căn nhà mình không phát sinh. Khoảng sân này Kim Thủy nhắm chừng là khoảng cũng tầm 4m, được lót là một loại gạch chống trong rêu rất là sạch sẽ, và hai bên đây nữa cũng được lót gạch hết luôn. Như cô chú anh chị thấy là ngôi nhà này mình về ở ngay được rồi, sổ hồng có sẵn và mình công chứng về ở ngay căn nhà này luôn. Và với cái vị trí này Kim Thủy thấy là chia sẻ cô chú và anh chị không được còn những cái căn nhiều, những cái căn nhà mà trên dưới 2 tỷ nữa. Và đây là một trong những căn nhà mà giá trị rẻ ở khu vực này, còn có những cái mẫu nhà khác nữa, nếu mà cô chú và anh chị mình đến xem, Kim Thủy sẽ mời cô chú và anh chị mình tham quan hết để mình có thể chọn lựa, vì mình có quyền để mình tham khảo cho mình nhiều mẫu nhà. Và với căn nhà này cô chú và anh chị thấy là khoảng không gian nào cũng thoáng hết á, phòng khách nè, nơi mà cô chú và anh chị thiết kế một cái bộ sofa rộng rãi luôn á, gạch đắp tường thì sạch sẽ, trần thì trần đúc nè. Một ngôi nhà tràn ngập ánh sáng từ trần, la phong có những cái đèn led, đèn chùm chính giữa và hai bên đèn 1m2 thắm sáng. Căn nhà này Kim Thủy thấy có một bức tranh mã đáo thành công tặng lộc cho cô chú và anh chị đó ạ. Kim Thủy mến chúc cô chú và anh chị nhận nhà bên Kim Thủy công việc luôn thuận lợi và tài lộc dồi dào. Với mong muốn của Kim Thủy ai cũng có nhà hết,
Nên bản thân bên Kim Thủy là bên xây dựng nhà và làm việc chung với anh em chủ đầu tư và có nhận ký gửi nhà, nên sản phẩm bên Kim Thủy rất là đa dạng, phong phú về giá và về vị trí. Cô chú và anh chị mình đăng ký kênh để theo dõi, để cập nhật cho mình những căn nhà phù hợp nhất ạ. Và với khoảng không gian phòng khách, cô chú và anh chị ơi đã đến xem cái mẫu nhà này, cô chú và anh chị sẽ òa lên vì với cách thiết kế căn nhà mình rất là hay. Mặc dù căn nhà này đã trải qua một khoảng thời gian nhưng mà ngôi nhà này còn rất là mới và được cái lợi thế là nhà mình hai mặt tiền thoáng mát. Và lối đi lên sẽ đón nhận những căn phòng ngủ trên kia. Ở dưới đây có một căn phòng ngủ và phòng vệ sinh nữa. Phòng vệ sinh đầy đủ những trang thiết bị cần thiết rồi cô chú và anh chị, về ở ngay rồi với ngôi nhà sạch sẽ và tươm tất. Với căn phòng ngủ ở dưới tầng trệt cũng sạch sẽ, gạch ốp tường, hai thành viên ở thoải mái. Nhà mình có người lớn tuổi thì thưa cô chú và anh chị, nhà mình có một cái view kênh rất là thoáng ở phía trước. View kênh xanh sạch đẹp, đảm bảo môi trường sống xanh mát mẻ. Cô chú và anh chị có người lớn tuổi thì đã có nơi ở và bình yên, nơi ở mà cô chú và anh chị đi lại đi tiện, đi chợ cũng được nè, thuận tiện nè, và đầy đủ cho con cái mình có trường học các cấp, nếu mà nhà mình có trẻ em, trẻ nhỏ mình cần đi học hoặc nô đùa trước cửa nhà mình cũng an toàn nữa. Và với căn phòng bếp này, như cô chú và anh chị thấy là nhà mình có tủ bếp trên dưới, nhưng mà chỗ này nhiều khi còn trống, mình muốn thiết kế thêm tủ cũng được nè, hoặc mình để như vậy luôn để mình để cái bình ga. Và có thể thấy chỗ này hay nè, mình đã có một cái khay ướp chén sẵn rồi, rửa xong ướp lên đây luôn, nước sẽ chảy chỗ này luôn nè cô chú anh chị. Nên với cái mẫu nhà này cô chú và anh chị ơi, nếu mà mình đã quan tâm nhà bên hướng Hưng Long thì đây là một trong những cái mẫu nhà giá trị còn rẻ. Vâng, chúng thể thấy cái mẫu nhà này đã quá phù hợp với cô chú và anh chị mình đang có nhu cầu mình tìm pháp lý sổ hồng riêng mà bên hướng này. Những cái hướng khác như hướng quốc lộ 1A, hướng quốc lộ 50, bên kia thì có rất là nhiều mẫu nhà nữa. Cô chú và anh chị ơi, nếu mà mình quan tâm mẫu nhà nào, vui lòng để lại thông tin, Kim Thủy sẽ tư vấn rõ hơn để một khi mà tìm hiểu nhà bên Kim Thủy, cô chú và anh chị sẽ yên lòng và có một giấc ngủ ngon. Vâng, tiếp nối nhà mình còn trên lầu 1 ạ. View phía trước nhà mình là view xanh sạch đẹp, đó là view kênh, và phía con đường đối diện bên kia cũng là đường xe ô tô đến nơi. Và với khu này cô chú và anh chị nơi ở bình yên, nơi ở mà cô chú và anh chị nơi ở lâu dài luôn, vì ở đây tiện ích không thiếu gì cả. Nhưng mà những cái khu vực này là khu vực giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh của mình, về quận 1 Kim Thủy nhắm chừng khoảng 30 đến 35 phút cô chú và anh chị đã có nơi ở mà mình đi đi về về sau những ngày làm việc mệt mỏi, mình quay về ngôi nhà thương yêu của mình. Và với cái khu này cô chú và anh chị khi mà đến xem thì chắc chắn mình sẽ thấy sự so sánh về cái đông dân cư ở đây. Thì thưa cô chú và anh chị, ở Sài Gòn của mình thì quá đông đúc rồi, thì với khu vực ở đây là ngoại thành giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà với khu này Kim Thủy đã là dân cư ở hiện hữu rồi, nên với căn nhà rộng này và giá trị này, đó giá trị đây là giá trị sổ hồng riêng full đất thổ cư, và nhà mình tới 4 phòng ngủ, gia đình ở nhiều thành viên thì một căn này là quá hợp lý luôn. Căn phòng ngủ thứ hai trần như là trần la phong, và gạch ốp tường sạch sẽ hết trên không gian ở trên lầu 1. Cô chú và anh chị nếu mình có nhu cầu mà nhà mình tươm tất hết luôn thì mẫu nhà này cô chú và anh chị ơi, nếu mà mình đến xem thì Kim Thủy có một căn duy nhất ở dãy nhà này thôi. Và trên đây thì chắc chắn không thể thiếu một căn phòng vệ sinh rồi. Với căn phòng vệ sinh này thì bé bé hơn so với căn phòng ở dưới tầng trệt đây, nhưng mà là nơi sinh hoạt để cho mình tiện ích hơn ở trên lầu. Còn trên đây thì sẽ có những căn phòng ngủ tiếp theo. Với căn phòng ngủ thứ ba, với không gian này ở hai thành viên thoải mái không ạ, gạch ốp tường sạch hết luôn, không gian thoáng cho mình nơi ở mà nhiều khi á mình cần nơi ở mà mình khi quay về mình chỉ muốn xả vào đó một căn nhà, thì tất nhiên nhà mình là nơi quay về mà mình xả vào đó những cái niềm vui nỗi buồn. Thì với căn nhà này cô chú và anh chị đã có mức tài chính mà phù hợp, mời cô chú và anh chị mình đến xem nhà nha. Và với căn phòng ngủ thứ tư có những cửa sổ thông thoáng mát mẻ, và có thể thấy ngoài này có thêm một cái cánh cửa nữa bước ra đây. Đây mời cô chú và anh chị mình nè, mình sẽ xem phía ngoài cái cửa sau nhà mình đây. Ở đây là một khoảng không gian mà lan can phía sau. Ở đây cô chú và anh chị đã nhìn ngắm được xung quanh nhà mình có hai mặt tiền thoáng thế nào. Đang lâu lâu mới có những căn nhà phù hợp với mình mà phù hợp về cái tài chính. Về vị trí thì như cô chú và anh chị đi về chợ Hưng Long trong thời gian qua rồi, một cái khu vực phát triển gần đây rất là nhiều. Và với tầm giá này cô chú và anh chị có trong tay khoảng tầm 900 triệu 1 tỷ. Mời cô chú và anh chị mình đến xem nhà, Kim Thủy sẽ tư vấn rõ hơn nếu mình đang có nhu cầu mình trả góp dài hạn nha. Hoa nào mà hoa không tàn, bữa tiệc nào mà bữa tiệc không tàn phải không ạ? À?
Và đến đây Kim Thị cũng kết thúc video rồi. Kim Thị xin mến chúc cô chú và anh chị sớm có nhà như ý. Và với căn nhà này ngang 4m và dài 20,5m, full đất thổ cư 82m2, mẫu nhà hướng đông nam mát mẻ, đến 4 phòng ngủ cho gia đình ở được nhiều thành viên. Và vị trí căn nhà mình, cô chú và anh chị đã biết, chợ Hưng Long trên tuyến đường Đoàn Nguyễn Tuấn là một trong những khu vực phát triển nhà rất là nhiều gần đây. Và cô chú và anh chị ở trong nước và khách nước ngoài đã đón nhận nhà bên Kim Thủy trong thời gian qua cũng rất là nhanh, vì với cách tư vấn chân thật nhất và vị trí rõ ràng, giá cả báo công khai, nên cô chú và anh chị mình xem nhà thì đã rõ trên video rồi. Chủ yếu mình đi xem trực tiếp nên mình chọn nhà bên Kim Thủy rất là nhanh. Và với cái mẫu nhà này, cô chú và anh chị ơi, đúng giá 1 tỷ 9 không phát sinh, là một trong những cái giá trị mà bên hướng Hưng Long này giá trị còn thấp và rẻ. Với căn nhà pháp lý sổ hồng riêng, cô chú và anh chị mình có thể trả góp dài hạn nếu mình có nhu cầu tìm màn sổ hồng riêng mà mình yên tâm về cái pháp lý Kim Thủy đảm bảo cho cô chú và anh chị. Trước khi mà mình công chứng nhận nhà, mình sẽ soi tách căn nhà mình quy hoạch một lần ha. Mình sẽ soi tách quy hoạch cho căn nhà mình, đảm bảo cho mình yên tâm và yên lòng nhất. Và cô chú và anh chị thấy là nhà mình là đường xe ô tô đến nơi, một cái căn nhà có đường ô tô rộng rãi và giá trị này, cô chú và anh chị thấy là bên hướng Hưng Long còn rất là ít sự lựa chọn. Vâng, cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều đã dành thời gian với báo của mình để xem nhà đẹp bên Kim Thủy mỗi ngày. Mến chúc cô chú và anh chị nhiều sức khỏe và sớm là chủ nhân của những cái căn nhà bên Kim Thủy chia sẻ nha.